Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình debate của truyền hình K+. Và ngày hôm nay người cùng đồng hành với tôi, bình luận viên Nguyễn Thông. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một trong những chủ đề mà tôi nghĩ rằng là các khán giả quan tâm nhất vào lúc này. Cuộc đối đầu giữa Manchester City và Arsenal ở vòng 30 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ ngày 31 tháng 3. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói về một vấn đề cụ thể hơn. Vâng. Tôi nghĩ là không biết là quan điểm của anh Thông như thế nào. Arsenal, họ có thể lên ngôi vô địch khi mà không có một tiền đạo đích thực hay không? Họ không có một trận đánh thực anh Hải Linh ạ, nhưng lúc này thì họ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Họ đang có 64 điểm bằng với Liverpool và hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại, và họ nhiều hơn Man City 1 điểm. Và cho tới thời điểm này thì đoàn quân của Mikel Arteta, họ đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được, 70 pha lập công, và họ có rất nhiều phương án để ghi bàn anh Hải Linh ạ. Vâng, chúng ta cùng điểm qua một số phương án ghi bàn của câu lạc bộ Arsenal. Những tình huống bóng mở thì họ đã ghi được 36 bàn, những tình huống cố định họ có 18 bàn thắng, họ kiếm được 8 bàn thắng từ những quả penalty và họ khiến cho đối thủ phản lưới 3 lần, và cùng với đó thì họ có 5 bàn thắng từ những tình huống phản công. Rõ ràng là đoàn quân của Mikel Arteta có nhiều phương án để tìm kiếm mảnh lưới của đối thủ, và đặc biệt họ có một sơ đồ cũng rất hay là sơ đồ sử dụng số 9 ảo. Chẳng cần số 9 thật, số 9 ảo và những vệ tinh xung quanh cứ nổ súng ầm ầm là được. Vâng, nhưng mà anh, vấn đề là bây giờ anh đang kể những cái câu chuyện mà ở những trận đấu mà họ ghi bàn, nhưng mà không có nghĩa là trận đấu nào họ cũng ghi bàn. Chúng ta hãy cùng nhớ lại cái trận derby London với câu lạc bộ West Ham. Arsenal đã có rất nhiều những cái thông số kỷ lục kể từ khi hãng Opta ra đời, và kể từ mùa giải 2008-2009, họ đã có 77 lần chạm bóng trong vòng cấm của West Ham. Họ tung ra đến 30 cú sút và 8 trong số đó là những cú sút trúng đích. Và cái tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng trong trận đấu đó của Arsenal là 2,68 bàn, nhưng họ không ghi được một bàn thắng nào. Vậy thì lý do nó đến từ đâu anh Thông? Rõ ràng là họ không có số 9 thì họ không ghi được bàn. Anh bảo anh nhớ lại, nhưng mà tôi thấy anh nhớ lại hơi sâu một tí, hơi xa đấy. Đó là những trận đấu vào cuối thời điểm năm 2023, đó là những trận thua của Arsenal trước Fulham và West Ham. Nhưng bước sang năm 2024 thì sau 8 trận đấu Arsenal họ toàn thắng. Họ đã ghi tới được 33 bàn trong năm dương lịch 2023 và lần đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 8 trận đấu liên tiếp tại giải đấu này. Tức là mỗi trận đấu họ gần 4 bàn cơ mà anh. Không, nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói về cả một cái mùa giải, nó phải vắt từ năm nọ sang năm kia chứ anh Thông. Bây giờ còn một cái trận đấu nữa, đó là trận đấu mà các pháo thủ hành quân tới sân Craven Cottage của Fulham, lại là một trận derby London. Và lại là, tôi bảo rồi, lại là cái trận đấu vào năm 2023. Vâng, đúng là như thế. Thì tôi đang nói là cả mùa giải nó phải vắt từ năm nọ sang năm kia mà anh. Và trận đấu đó thì họ cũng để thất thủ với tỷ số 1-2, ghi được một bàn nhiều hơn so với trận đấu với cả West Ham. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà các cầu thủ Arsenal họ không có một số 9, vâng, thì có nghĩa là cái phương án tấn công của họ sẽ phải khác đi, những tính toán của họ sẽ phải khác đi. Và ở trong những cái trận đấu mà chúng ta thấy là khi mà các đối thủ với một hàng phòng ngự lùi sâu thì Arsenal cũng gặp khó khăn chứ anh Thông. Vâng, tôi đồng ý là nếu như có một số 9 đẳng cấp thì việc ghi bàn dễ hơn, và nếu như có một số 9 thì việc cạnh tranh ngôi vô địch sẽ dễ hơn đối với Arsenal. Nhưng không có nghĩa là không có một số 9 đích thực thì câu lạc bộ Arsenal không thể đạt được chức vô địch ở mùa giải năm nay. Họ đang có Bukayo Saka đã ghi được tới 13 bàn ở mùa giải năm nay rồi, cũng chỉ kém ở Erling Haaland có 5 bàn mà thôi. Và nếu như cái tình trạng Saka ghi bàn như thế này, hiệu suất như thế này, thì tôi nghĩ là việc Saka cán mốc 20 bàn thì cũng là điều bình thường. Và các vệ tinh ở bên cạnh Saka như là Odegaard thì cũng đã có được 6 bàn thắng, Havertz thì cũng đã có được 7 bàn. Havertz đã có lần đầu tiên ghi bàn trong 4 trận đấu liên tiếp tại Premier League rồi. Và chúng ta nên nhớ rằng ở mùa giải năm ngoái, Erling Haaland là vua phá lưới của Premier League và Man City vô địch. Tuy nhiên thì đó là lần đầu tiên kể từ mùa giải năm 2012-2013 đội vô địch Premier League có vua phá lưới. Lần gần nhất mà đội vô địch có vua phá lưới sau trường hợp của Erling Haaland năm ngoái là khi mà Van Persie ghi bàn giúp cho Manchester United vô địch ở năm 2012-2013. Và điều đó có nghĩa là cũng không cần có một vua phá lưới thì Arsenal vẫn có thể vô địch ở mùa giải năm nay. Lịch sử đã chứng minh như vậy rồi. Nếu như anh muốn nhớ lại nhiều hơn thì tôi cung cấp số liệu cho anh như vậy. Nhưng mà cái số liệu của anh lại cứ như kiểu là chọc vào cái nọc của tôi ấy anh Thông ạ. Bây giờ anh đang nhắc về cái vấn đề đó là các cầu thủ tấn công của Arsenal đúng không ạ? Anh đã nhắc về con số là 13 bàn dành cho Bukayo Saka, 6 bàn dành cho Odegaard. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại cái mùa giải năm ngoái, hàng công của Arsenal cũng không có một số 9 nào. Nhưng cái bộ ba tấn công của họ thì lại có bàn thắng nhiều hơn so với thời điểm này. Tất nhiên là còn 8 vòng đấu nữa họ có thể cải thiện, nhưng mà cái con số này nó cách nhau hơi bị xa. Ở mùa giải năm ngoái đây nhá, Bukayo Saka, Martin Odegaard và Martinelli lần lượt ghi 14, 15 và 15 bàn. Thì mùa giải năm nay là Saka 13. Đính chính con số chuẩn hơn một chút là Saka đã có được 13 bàn.
Havertz 8 bàn và Odegaard 7 bàn rồi. Thì tôi nghĩ là khoảng 10 vòng đấu còn lại nữa thì con số của Saka có thể là 20, Havertz có thể là 12 và Odegaard 13 chẳng hạn, thì nó cũng tiệm cận tương tự như vậy. Và chúng ta có thể hình dung như thế này, với Manchester City có những mùa giải mà họ vô địch, Ilkay Gundogan là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 15 bàn. Và sau đó một vài mùa giải thì Kevin De Bruyne ghi bàn nhiều nhất với 15 bàn mà thôi. Vâng, nhưng cái con số mà tôi đưa ra ấy, chúng ta hãy nhớ rằng là không chỉ một mình các cầu thủ đó ghi mười mấy bàn, mà cả đội hình của họ có vài cầu thủ ghi từng đấy bàn. Nhưng ở thời điểm này chúng ta thấy là cái con số của Arsenal nó chưa đủ thuyết phục tôi, anh Thông ạ. Vâng, nếu như các chân sút của Arsenal chưa làm anh hài lòng thì tôi lại nói như thế này. Người ta bảo là tấn công là để ghi bàn, nhưng phòng ngự là để vô địch. Và vào thời điểm này thì Arsenal đang có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu. Và kể từ đầu năm 2023 tới nay thì họ mới chỉ để thủng lưới có 4 bàn mà thôi. 4 bàn sau 8 trận đấu, tức là mỗi trận đấu chỉ để thủng lưới có 0,5 bàn. Và khi mà tuyến dưới chơi hay như vậy thì tôi nghĩ là mặt trận tấn công cũng không cần phải ghi quá nhiều bàn để Arsenal có thể vô địch. Chỉ cần 1-0 là đủ, nếu như mà đội bóng của mình giữ trắng lưới. Vâng, cảm ơn anh Thông. Tôi thì tôi không đồng ý với anh rồi. Quý vị ạ, anh Thông anh ấy có một cái tài năng đặc biệt, đấy là anh ấy bẻ lái một cách gọi là chóng mặt luôn. Chúng ta đang nói về số 9, anh ấy đưa ra hàng phòng ngự. Thôi được rồi, tôi chịu thuyết phục về hàng phòng ngự, nhưng số 9 chưa phải là vấn đề có thể làm cho tôi tin rằng Arsenal ở mùa giải năm nay họ có thể vô địch. Và quý vị khán giả, nếu quý vị có những ý kiến trái chiều với chúng tôi, quý vị có thể để lại phần comment của mình ở phía dưới video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở những số debate tiếp theo.